Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 05094 của bà Nguyễn Thị Vân, thường trú tại khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số 05094 do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cấp tại thửa đất số 6271, tờ bản đồ số 03, diện tích 4.704m2, địa chỉ đất tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Vân theo quy định của pháp luật.